Quý vị và các bạn thân mến, thì đây là quả bí mình trồng này. Đây là cái quả bí đầu tiên trong năm, quả bí đầu tiên trong cái vụ mà mình trồng năm nay nhé. Nhìn cái hình thù quả bí này nó rất chi là buồn cười. Nó giống như cái hồ lô ấy. Này, phía trên thì bé bé này, phía dưới thì phình to ra. Hôm nay mình đi ra thăm cái khu vườn của mình nhé. Thực tế thì ở trong cái khuôn viên của bên mình thì có một cái khu vườn này là mình cực kỳ mình thích này. Cái khu vườn này thì để thư giãn, giảm stress, Mỗi lần là mình ra cái chỗ khu vườn này này là mình cảm thấy thoải mái cực kỳ luôn nhé. Ra đây chăm sóc cái vườn cây này, ra đây tưới cây này, ra đây ngắm nhìn những cái cây nó lớn từng ngày này. Và hôm nay là mình đi hái quả bí để làm cái món ăn liên quan đến bí các bạn ạ. Đây, mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết là trong cái vườn cây của mình có những cây gì nhé. Cái mé bên này thì mình trồng mướp này. Phía xa xa kia thì mình cũng cả có hai cái gốc cây bí. Phía chỗ này cũng là một gốc cây mướp này. Đây là hai gốc cây bí này. Đây cũng là gốc bí và gốc bầu lẫn với nhau này. Đây nhá, chúng ta nhìn thấy có một cái quả bầu ở đây này. Đây này. Mình trồng xen kẽ với nhau nhé. Một cái giàn này là mình trồng ba loại. Một là bầu này, hai là bí, ba là mướp. Đây mọi người nhìn này, nó leo chung trên một cái giàn này này. Đây này, thích ăn bí thì có bí này, thích ăn bầu thì có bầu này. Và đây nữa, nếu mà ngó sang cái mé bên này thì chỗ này là cái chỗ mà mình trồng cây dưa chuột các bạn này. Đây này, dưa chuột của mình ra rất nhiều quả nhé, ra rất nhiều trái luôn này, hoa rất chi là nhiều. Mặc dù cây nó lên thấp thôi, mới được khoảng 1 mét chiều cao thôi, nhưng mà cái dàn dưa chuột này của mình nhìn rất chi là đẹp nhé. Đó. Còn phía dưới thì sao? Phía dưới thì mình trồng các loại rau gì? Ở đây thì mình trồng một cái luống rau muống này. Mé bên này thì mình trồng rau xà lách này. Mé bên này thì mình trồng một chút cần tây này. Cây rau gia vị này. Cây cần tây này ăn chế biến món ăn rất chi là thơm nhé. Mà cây cần tây này rất chi là dễ trồng. Cái cây leo cao cao như này này, tầm khoảng được 2 mét chiều cao rồi. Đây chính là cây chanh leo các bạn ạ. Đấy. Phía dưới cạnh gốc chanh leo thì mình trồng mấy cái khóm xả này. Còn cái chỗ dàn mướp này thì khi nó leo lên thì nó sẽ leo sang cái dàn này mình chuẩn bị sẵn đây này. Đó. Phía xa kia có một cây cao như thế kia, chính là cây sung. Ở chỗ này thì mình trồng các cây rau gia vị này, có cây lá lốt này, cây ngải cứu này. Và mình trồng một số cây ớt nhé. Ở đây thì các cây ớt của mình thì đều ra quả hết rồi. Đây mọi người nhìn thấy này, quả xanh này. Ở mé bên này thì sẽ có quả ớt chín này. Ồ đâu rồi, mình vừa nhìn thấy quả ớt chín ở đây mà. Đây, mình trồng rất nhiều ớt ở đây nhé. Bên này cũng là ớt này, bên kia cũng là ớt này. Mình sẽ đứng ở cái vị trí này, mình quay này. Mình sẽ quay một vòng khung cảnh để cho quý vị và các bạn xem nhé. Trong cái khu vườn này thì có diện tích thì không phải là rộng đâu. Tầm khoảng là 100 mét vuông thôi. Nhưng mà mình trồng được rất nhiều các loại rau nhé. Thực tế thì với trồng một cái giàn cây leo và một các cái luống rau ở phía dưới này này, thì nó phù hợp cho với những người mà có cái sở thích là trồng cây thôi. Mình thì từ xưa đến giờ thì mình luôn luôn muốn là căn nhà của mình là sẽ có một vườn cây này, có ao này, có hồ này. Và dưới ao thì là mình sẽ thả cá này, trên mặt ao thì mình sẽ nuôi những cái con vật mà nó có thể là bơi lội dưới ao được. Và trong đó thì bên cạnh đó thì sẽ có một cái khu vườn và mình trồng rất nhiều cây leo và rất nhiều rau nhé. Cái sở thích của mình là từ ngày xưa đến bây giờ, từ bé là mình đã có cái sở thích như vậy. Trong này thì mình có một cái ô được quây lưới B40 này. Cái này này, trong này sẽ là có bí mật nhé. Mọi người nhìn xem dưới mặt Dưới bên trong này mọi người thử đoán xem trong này là dưới này này sẽ có cái gì. Trong này có cái gì thì chắc là mọi người không thể đoán được, chỉ mình nói mọi người mới biết thôi. Khi nào mình sẽ cho mọi người biết. Đây, xả này đẹp này. Mướp này thì đang bắt đầu ra rất nhiều quả rồi này. Đây này. Mướp đang bắt đầu ra rất nhiều quả nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì hiện tại thời điểm bây giờ ấy, thì đa số là để các gia đình mà có một khu vườn là cực kỳ là hiếm. Nhưng mà bây giờ là chúng ta không cần phải có vườn, chúng ta cũng có thể trồng được. Ví dụ như bây giờ là một cái cây mướp leo như này thì chúng ta chỉ cần sử dụng một cái thùng xốp thôi, chúng ta cho đất vào là chúng ta cũng có thể gieo hạt và chúng ta trồng mướp được nhé. Hết sức đơn giản thôi, không cần phải có diện tích đất vườn đâu. Chúng ta có thể tận dụng cái sân thượng trên tầng nhà hoặc là một cái góc sân nào đấy ở trong nhà của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đều có thể trồng được nhé. Cái quan trọng là cái sở thích của mọi người thôi. Nếu mọi người có sở thích thì kiểu gì mọi người cũng sẽ tìm cách để trồng được cây. Hôm nay là mình đi hái bí về chế biến món ăn và chia sẻ cho quý vị và các bạn cái khu vườn của mình thôi. Nếu quý vị và các bạn mà thấy khu vườn của mình nó hết sức đơn giản và nó đẹp thì quý vị và các bạn hãy cho một like nhé. Còn quý vị và các bạn muốn mình trồng thêm các cây gì trong cái khu vườn này thì quý vị và các bạn cũng có thể là góp ý nhé. Comment ở phía dưới video này nhé. Bây giờ là mình sẽ đi chế biến món ăn liên quan đến quả bí này. Hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn. Goodbye. Đây. Ớt đây. Rất chi là nhiều quả xanh đây. Đây. Rất nhiều quả đấy.